ông hay còn gọi là bản Tịch Tự. Chùa được tọa lạc tại thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Chùa ông là một ngôi chùa cổ thời nhà Lý, nằm cách Hà Nội chưa đầy 30 phút di chuyển. Tại đây, chùa ông được ví là khu du lịch tâm linh, gắn liền với những giá trị văn hóa phi vật thể. Nơi đây gắn liền với nhiều chứng tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng. Hãy cùng theo chân phóng viên Tuấn Nguyễn tham quan địa điểm khu du lịch tâm linh này. Hàng năm, đúng vào dịp lễ hội chùa ông và theo như sách sử, chùa ông được vua Lý Thần Tông cắm đất xây dựng vào mùa xuân, nên mỗi mùa xuân về, nhân dân thôn Bình Lương nói riêng và nhân dân xã Tân Quang cùng du khách thập phương nói chung tụ hội về đây, mở hội, làm lễ dâng hương để tưởng nhớ đến người đã có công đánh giặc giữ nước và dựng chùa. Vua Lý Thần Tông là người rất mộ đạo. Ông không chỉ cắm đất xây dựng chùa ông, mà vua còn cho xây dựng nhiều ngôi chùa trên mọi miền của đất nước. Đến nay, những công trình kiến trúc văn hóa đó vẫn còn là nơi tôn vinh, hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tâm linh, đạo và đời được gắn bó với nhau. Được biết, chùa ông còn có tên chữ Hán là Bản Tịch Tự. Ngôi chùa cổ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 12-13, phụng thờ Hoàng đế thứ 5 nhà Lý là Lý Thần Tông và Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Chùa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 2001. Mang trong mình những giá trị văn hóa của dân tộc, lễ hội chùa ông hàng năm vẫn diễn ra có hoạt động tế lễ, dâng hương và các trò chơi dân gian truyền thống. Chuông và là những đống đổ nát, thì nhà chùa đã kêu gọi nhân dân cùng quý Phật tử thập phương về để chung tay cùng với nhà chùa để xây dựng được như ngày hôm nay. Tính đến thời điểm này thì ngôi chùa cũng đã được một phần nào đó khang trang, to đẹp hơn so với những thời trước khi nhà chùa về. Nhưng trong tương lai, nhà chùa hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự phát tâm đại bồ đề tâm công đức của nhân dân Phật tử cũng như quý khách thập phương để phát triển ngôi chùa ông nơi đây ngày một khang trang, ngày một tố hảo. Vì đây là đất thờ vua và thờ thánh, thờ ngài Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông, nên rất cần những cái cảnh quan được khang trang để quý khách thập phương về không những về vãng cảnh còn về lễ đức vua, lễ đức thánh để cầu mát, cầu bình an cho gia đình và cho bản thân cũng như cầu cho quốc thái dân an.